Thưa quý vị khán giả, phụ nữ có lớp niêm mạc tử cung dày hơn 20mm thì được xem là niêm mạc tử cung quá dày. Đây cũng là trường hợp gây bất lợi cho quá trình thụ thai. Nguyên nhân là vì hàm lượng estrogen sản xuất quá mức trong cơ thể của phụ nữ, kích thích lớp niêm mạc tử cung phát triển dày lên, cản trở quá trình làm tổ của thai nhi. Với những trường hợp đang mong muốn có con nhưng niêm mạc tử cung quá dày sẽ được điều trị như thế nào? Ngay sau đây, bác sĩ của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ giải đáp về vấn đề này. Cảm ơn bác sĩ Lê Đức Thắng đã nhận lời tham gia chuyên mục Sức khỏe vào số 5 của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, thì đối với vấn đề niêm mạc dày thì sẽ ảnh hưởng ra sao tới quá trình thụ thai và mang thai của người phụ nữ? Niêm mạc tử cung là một là nơi mà phôi thai sẽ phát triển và làm tổ. Thế thì có vai trò rất là quan trọng trong việc đậu thai và ảnh hưởng đến diễn biến thai kỳ tiếp theo như thế nào. Người ta ví câu chuyện là khi mà phôi đặt vào trong niêm mạc tử cung, nó sẽ xảy ra một cái quá trình tương tác đối thoại giống như là chúng ta kết hôn với nhau vậy. Thế thì khi mà trở về chung sống với nhau thì có những người, có những cặp gia đình là rất là hòa thuận, hòa hợp, rồi gia đình phát triển. Nhưng sẽ có những trường hợp nó không may thì cái phôi với niêm mạc nó không hợp nhau thì nó sẽ không phát triển được nữa. Do đó là xác định thế nào là niêm mạc tử cung tối ưu phù hợp thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết cục khi mà chúng ta làm hỗ trợ sinh sản. Thì trong cái vấn đề mà niêm mạc tử cung dày thì bao giờ là bác sĩ cũng sẽ phải đi tìm nguyên nhân là tại sao là dày. Chúng ta sẽ đặt ra một cái ngưỡng là thế nào là dày. Thì thông thường hiện nay cái ngưỡng mà được chúng tôi chấp nhận là niêm mạc trên 14mm thì được coi là dày. Đương nhiên là cái ngưỡng này thì nó cũng có thể là thay đổi đi tùy theo các cái đặc tính của bệnh nhân nữa. Chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân là tại sao niêm mạc dày. Một trong những cái bệnh lý hay gặp nhất là cái tình trạng quá sản niêm mạc tử cung. Đấy, thế thì hiểu một cách ngắn gọn đây là bệnh lý là niêm mạc dày tăng sinh quá mức lên, làm cho cái cơ hội đậu thai nó kém đi. Thì một trong những cái khác mà bác sĩ có thể nghĩ đến nữa là có các cái polyp ở trong buồng tử cung hay không. Như vậy thì có thể thấy là niêm mạc dày cũng ảnh hưởng rất lớn tới khả năng thụ thai và mang thai của người phụ nữ. Vậy thì trong trường hợp niêm mạc dày thì các bác sĩ sẽ xử trí như thế nào ạ? Để đánh giá bản chất niêm mạc thì ngoài cái độ dày niêm mạc ra, bác sĩ còn cần phải để ý đến là bản chất niêm mạc như thế nào. Ví dụ như là cái hình thái trên siêu âm, bờ niêm mạc có đều hay không? Niêm mạc có bị chèn ép bởi các cái cấu trúc ở bên trong tử cung hay không? Tính chất âm vang của niêm mạc tử cung như thế nào? Thì đó là những cái yếu tố mà bác sĩ sẽ đánh giá trong cái quá trình siêu âm kiểm tra niêm mạc của bệnh nhân trước khi đặt phôi. Nhiều người thì chỉ quan tâm đến vấn đề niêm mạc mỏng thôi, nhưng mà thực tế thì niêm mạc dày cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cái quá trình thụ thai. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ gì về điều này ạ? Đúng là so với niêm mạc tử cung mỏng thì niêm mạc tử cung dày là ít hơn. Do đó là khi mà chúng ta trao đổi trên các diễn đàn chẳng hạn, hoặc là các bệnh nhân trao đổi với nhau chẳng hạn, thì ít khi đề cập đến niêm mạc tử cung dày. Nhưng thực tế là đối với bác sĩ khi thăm khám hàng ngày thì đây là một cái bệnh lý nó cũng khá là thường gặp. Khi mà điều trị thì tùy theo cái nguyên nhân thì sẽ có các tiên lượng điều trị khác nhau. Đặc trưng hay gặp nhất của những bệnh nhân niêm mạc tử cung dày là đi kèm với cái hiện tượng ra máu bất thường, và hay gặp ở những người mà có cái hội chứng mụn trứng đa nang hoặc cái tình trạng thừa cân. Hiểu nôm na là ở những người đó thì có cái tình trạng phơi nhiễm với lại estrogen kéo dài, dẫn đến là cái niêm mạc tử cung nó tăng sinh hay bị tăng sinh lên và nó gây hình ảnh là dày trên lâm sàng. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Lê Đức Thắng đã nhận lời tham gia chuyên mục Sức khỏe vào số 5 của chúng tôi ngày hôm nay. Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm. Với sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, IVF Tâm Anh đặc biệt điều trị hiệu quả, mang đến hạnh phúc đón được con cho rất nhiều ca cực khó, bệnh nhân trên 50 tuổi, mắc bệnh lý phức tạp, chuyển phôi thất bại nhiều lần, vô sinh lâu năm không rõ nguyên nhân, dự trữ buồng trứng cực thấp, suy buồng trứng, tinh trùng yếu, không có tinh trùng. Đặc biệt, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh liên kết chặt chẽ với khoa tiết niệu nam học, phụ sản, nhi, sơ sinh, giúp chăm sóc điều trị toàn diện, theo quy trình khép kín từ lúc bắt đầu thăm khám cho đến ngày đón con yêu khỏe mạnh chào đời. Thưa quý vị khán giả, những bất thường về độ dày hay sự phát triển của niêm mạc tử cung chỉ có thể được phát hiện qua quá trình siêu âm. Do đó, nữ giới đến độ tuổi sinh sản hay nhận thấy các dấu hiệu bất thường nên tiến hành thăm khám phụ khoa để sớm được phát hiện và có hướng điều trị kịp thời nhất có thể. Đến đây, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.